Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự chiều ngày 25 tháng 1, tức ngày mùng 4 Tết Quý Mão của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong tháng 1, hoạt động xuất nhập khẩu có nhiều tín hiệu khả quan khi khôi phục hoàn toàn hoạt động thông quan tại cửa khẩu. Tổng giá trị xuất nhập khẩu mua bán trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu trong tháng 1 ước đạt 237 triệu đô la, tăng 0,84% so với cùng kỳ năm 2022. Lượng phương tiện thông quan tăng lên khoảng trên 300 xe trên ngày, trong đó xe xuất khẩu đạt trên 80 xe trên ngày, riêng xe chở trái cây xuất khẩu vào khoảng 50 đến 60 xe trên ngày. Việc khôi phục hoàn toàn hoạt động thông quan giúp hàng hóa Việt Nam, nhất là hàng nông sản tiêu thụ thuận lợi. Ở chiều ngược lại, hàng hóa nhập khẩu cũng phong phú hơn, lại đúng vào dịp Tết nên người tiêu dùng ở Lào Cai có nhiều cơ hội lựa chọn với giá cả phù hợp. Theo thống kê của Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Sapa, tính từ ngày 30 Tết đến ngày mùng 3 âm lịch, thị xã đã đón trên 28.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước. Con số này sẽ tăng lên khoảng 100.000 lượt khi kết thúc kỳ nghỉ Tết năm nay. Dự kiến lượng khách đến với Sapa đông nhất là trong thời gian từ mùng 3 đến mùng 5 Tết âm lịch. Để phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ của du khách, các nhà hàng, cơ sở lưu trú đều mở cửa đón khách từ rất sớm. Ngoài ra, từ trước Tết, các phòng ban của thị xã đã ký cam kết với các đơn vị dịch vụ không tăng ép giá du khách. Với số lượng du khách tăng cao, các lực lượng chức năng của thị xã vẫn đang tích cực thực hiện công tác phân luồng, đảm bảo giao thông được thông suốt. Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán 2023, thị xã Sapa sẽ đón từ 80.000 đến 100.000 lượt du khách. Với phương châm hành động Tết nhân ái, lan tỏa yêu thương, chung tay góp Tết, Tết này việc chăm lo Tết cho người nghèo đã được cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành của huyện Simacai quan tâm thực hiện. Tết này trên 4.000 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng yếu thế, được đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc. Trong đó, chương trình Tết vì người nghèo đã nhận được 150 triệu đồng tiền ủng hộ. Trên 2 tỷ 200 triệu đồng tiền mặt và hiện vật cũng đã được trao cho người nghèo để đón Tết cổ truyền dân tộc. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền, các ngành trong việc đẩy mạnh các hoạt động, phần việc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo. Mặt trận Tổ quốc huyện đã tham mưu cho Thường trực huyện ủy với hợp với Ủy ban nhân dân huyện Simacai phát động phong trào để mọi người đều tham gia ủng hộ chương trình Tết cho người nghèo và đã tổ chức buổi lễ phát động. Từ cái nguồn xã hội hóa với tổng số 250 cái suất quà tặng cho bà con của 10 xã trên địa bàn 5 huyện trong toàn tỉnh. Để quà Tết đến kịp thời và đúng địa chỉ người nhận, cùng với các cấp, ngành, đơn vị, cơ quan, các đoàn thể chính trị xã hội tìm hiểu, nắm vững số lượng các đối tượng chính sách người nghèo, từ đó có sự trợ giúp thiết thực, đúng đối tượng. Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, kịp thời hỗ trợ động viên chăm lo cuộc sống cho người nghèo nơi vùng cao. Gia đình tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã, các nhà hảo tâm đã làm nhà giúp gia đình tôi. Để gia đình tôi được đón một cái Tết trong ngôi nhà mới, gia đình tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách là một phần trong chính sách an sinh xã hội, đồng thời là động lực, là niềm tin, sức mạnh để người nghèo vươn lên trong cuộc sống, nỗ lực cùng địa phương thoát nghèo bền vững. Thành phố Lào Cai sẽ trồng trên 3 hecta cây xanh trong dịp Tết trồng cây đầu xuân Quý Mão 2023. Thành phố Lào Cai sẽ trồng trên 3 hecta cây xanh trong dịp Tết trồng cây đầu xuân Quý Mão 2023. Thành phố yêu cầu các xã, phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động Tết trồng cây, trồng rừng xuân Quý Mão 2023. Khuyến khích các cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và mọi người dân tham gia trồng cây đầu xuân mới. Việc trồng cây gắn với chăm sóc, bảo vệ, đảm bảo tỷ lệ cây sống đạt cao, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về quản lý, bảo vệ, trồng và phát triển rừng năm 2023. Thời gian tiến hành Tết trồng cây từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2023. Huyện Bát Sát hiện có 12 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, cùng nhiều sản phẩm đặc trưng như lê tai nung, hoàng xin cô, rượu thóc men lá, dược liệu được sản xuất theo tiêu chuẩn sạch. Đây là điều kiện để đưa các sản phẩm này lên sàn thương mại điện tử. Với mục tiêu 100% sản phẩm OCOP được đưa lên các sàn thương mại điện tử, 100% doanh nghiệp đơn vị có sản phẩm OCOP được tạo gian hàng số và có tài khoản thanh toán điện tử. Năm 2023, huyện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý chuỗi sản xuất, cung ứng, hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể,
hợp tác xã, tổ hợp tác đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử. Đồng thời phối hợp đào tạo, tập huấn giúp các tổ chức cá nhân kết nối sản phẩm OCOP, hàng hóa, chất lượng lên sàn thương mại điện tử, tạo điều kiện để các sản phẩm của địa phương tiếp cận rộng rãi với khách hàng trong và ngoài tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bánh chưng là một món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ của người Việt dịp Tết cổ truyền. Cũng được làm từ gạo nếp, thịt lợn, đỗ xanh, bánh chưng cù của đồng bào dân tộc thiểu số tại Lào Cai lại có đặc trưng xuất phát từ văn hóa, tập quán sản xuất, sinh hoạt vùng miền. Không chỉ là món ăn, bánh chưng cù còn chứa đựng những giá trị văn hóa sâu sắc. Hai đầu thon, phần giữa bánh phình to nên gọi là bánh gù. Người Tày vẫn ví chiếc bánh này giống như hình ảnh người phụ nữ Tào Tần, lưng đeo gùi nặng, chăm chỉ làm ăn để ngày xuân gia đình có cái Tết đủ đầy. Người Tày là năm nào cũng vậy, là cúng tổ tiên là ai cũng gói bánh chưng đen để cúng tổ tiên. Bởi vì cái bánh chưng đen này là đối với người Tày là không thể bỏ được, là các cháu là phải là luôn luôn là năm nào cũng vậy là phải giữ được cái bản sắc và truyền thống của người Tày mình. Chiếc bánh chưng gù ngày Tết thể hiện sự tinh tế và khéo léo của người phụ nữ trong gia đình. Bởi từng công đoạn để làm ra chiếc bánh đều phải cầu kỳ, kỹ lưỡng. Bánh chưng gù xanh gần giống với bánh chưng vuông với gạo nếp, nhân đậu xanh, thịt mỡ. Bánh chưng đen thì cầu kỳ hơn với bột than từ cây núc nát trộn lẫn nếp để gói bánh. Không chỉ tạo ra màu sắc đẹp, thứ nguyên liệu đặc biệt này còn tạo nên hương vị đặc trưng, đồng thời cũng là một vị thức quý. Khó làm lắm. Đừng mình đi từng lấy lá, một ngày, hai ngày mới nịch một lá, một tuần mới đủ. Gạo này thì gạo ở địa phương, nhiều người thích ăn bánh này lắm. Có tuần nhà bác bà cũng không làm được kịp đâu. Không chỉ đơn thuần là món ngon ngày Tết, bánh chưng gù của đồng bào còn chứa đựng tinh hoa ẩm thực được lưu truyền qua nhiều thế hệ, ẩn chứa mạch nguồn văn hóa xuyên suốt chiều dài lịch sử của các tộc người, của mảnh đất vùng cao nơi biên cương Tổ quốc. Với đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao Lào Cai là đều là cư dân nông nghiệp cả. Thế và cái bánh chưng gù nó là một trong những cái sản phẩm nó thể hiện được cái ghi nhận về cái kết quả, cái thành quả trong một năm của con cháu trong các gia đình khi mà họ dâng lên tổ tiên của mình. Thì cái bánh chưng gù nó có ý nghĩa như vậy. Từ các sản vật do chính bà con làm ra đã tạo ra một chiếc bánh dẻo thơm để dâng cúng tổ tiên, cảm tạ đất trời cho một năm no ấm, đầy đủ. Giản dị, mộc mạc như chính tâm hồn đồng bào vùng cao, bánh chưng gù không đơn thuần là một món ăn mà còn là một nét văn hóa của những bản làng nơi vùng cao Tây Bắc. Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đang được triển khai hiệu quả. Hiện tổng giá trị sản phẩm của ngành nông nghiệp đạt gần 9.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 5% một năm. Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp về cơ chế, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành riêng Nghị quyết số 26 và Nghị quyết số 33 với 24 nhóm chính sách khuyến khích hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân tham gia đầu tư sản xuất nông nghiệp. Hiện toàn tỉnh có trên 170 hợp tác xã nông nghiệp và 18 dự án đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản. Đến nay, Lào Cai cũng có hơn 140 sản phẩm OCOP cấp tỉnh được công nhận, có mặt trên các sàn thương mại điện tử. Nhiều sản phẩm đã trở thành thương hiệu nổi tiếng như cá hồi Sapa, tương ớt Mường Khương, gạo Sánh Củ. Thông tin về trữ nước vụ lúa đông xuân sẽ bắt đầu các tin tức trong nước. Theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong vụ lúa đông xuân của các tỉnh Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, sẽ cố gắng tiết kiệm từ 1,5 đến 2 tỷ mét khối nước trong bối cảnh lượng nước trữ tại Hồ Hòa Bình thiếu hụt khoảng 2 tỷ mét khối so với trung bình nhiều năm. Mực nước tại trạm Thủy Văn Hà Nội đã đạt bình quân 1,65 mét, có những thời điểm cao nhất lên tới 1,9 mét. Nếu các địa phương có giải pháp để lấy nước hiệu quả, ngành thủy lợi hy vọng có thể tiết kiệm được từ 1,5 đến 2 tỷ mét khối nước để bù vào sự thiếu hụt nguồn nước của Hồ Thủy Điện Thượng Nguồn. Theo kế hoạch, đợt 2 lấy nước trong 8 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 2 đến 24 giờ ngày 8 tháng 2. Triển khai từ năm 2021, chương trình cải tạo vườn tạp, tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững tại tỉnh Hà Giang đã thu hút 5.400 hộ dân tham gia. Tham gia chương trình, các hộ nghèo, cận nghèo được vay 30 triệu đồng hỗ trợ 100% lãi suất trong vòng 30 tháng. Từ chương trình này, gần 2.000 vườn tạp đã có thu nhập khoảng 18 triệu đồng trên một hộ một năm, cao gấp đôi so với thời điểm trước khi tham gia.
Nguồn thu nhập tăng thêm chủ yếu là từ bán các sản phẩm cây ăn quả, rau, đậu ngắn ngày và chăn nuôi gia cầm. Đặc biệt, chương trình đã giúp cho các hộ dần thay đổi nhận thức từ sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa gắn với liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho hơn 2.300 lao động địa phương. Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Giao thông Vận tải vừa thông tin về tiến độ triển khai một số dự án cao tốc lớn khu vực phía Bắc. Đối với dự án đường bộ cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Hòa Bình dài 34 km, địa phương đang tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự kiến phê duyệt trong quý 1/2023. Đối với dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh dài 115 km, ngày 16 tháng 1 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư. Cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ dài hơn 40 km sẽ kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai tổ chức thi công, sản lượng đạt 43% giá trị hợp đồng. Với dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng, cuối năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo hình thức BOT. Các bước tiếp theo của dự án đang được tổ chức thực hiện theo quy định luật đầu tư, phương thức đối tác công tư. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp trên cả nước hiện đạt khoảng 80%, riêng tại các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam đạt trên 85% tổng diện tích. Theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam VARS, 5 tỉnh, thành phố có số lượng khu công nghiệp nhiều nhất nước hiện nay là Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bắc Ninh. Trong đó, tỉnh Bình Dương là địa phương có tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp cao nhất cả nước, đạt trên 95%. Đây cũng là địa phương có tổng diện tích đất khu công nghiệp lớn nhất cả nước, chiếm 25% tổng diện tích đất khu công nghiệp khu vực phía Nam và 13% tổng diện tích đất khu công nghiệp của cả nước. Argentina và Brazil đã cam kết tiếp tục củng cố quan hệ song phương, đồng thời đẩy mạnh hợp tác nhằm thúc đẩy hội nhập khu vực. Đây là kết quả đạt được tại cuộc hội đàm giữa Tổng thống hai nước. Về quan hệ song phương, hai bên cam kết xây dựng mối quan hệ hòa bình và cùng nhau phát triển, khẳng định đã đạt được một số thỏa thuận về quốc phòng, y tế, khoa học, công nghệ và đổi mới, cũng như hội nhập tài chính. Tổng thống Argentina khẳng định, chính phủ Argentina sẽ luôn đồng hành cùng Tổng thống Brazil trong việc củng cố thể chế tại quốc gia láng giềng. Argentina là điểm đến nước ngoài đầu tiên của ông Silva kể từ khi nhậm chức Tổng thống Brazil vừa qua. Cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước diễn ra một ngày trước lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh lần thứ 7, cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe. Theo kết quả khảo sát của hãng S&P Global công bố ngày 24 tháng 1, nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã lần đầu tiên sau 6 tháng tăng trưởng trở lại trong tháng 1, từ đó làm dấy lên hy vọng rằng kinh tế châu Âu sẽ tránh được suy thoái trong mùa đông này. Theo kết quả khảo sát, sản lượng của hầu hết các nước thành viên trong Eurozone gồm 20 quốc gia sau khi Croatia gia nhập vào tháng 1 cũng tăng trưởng trở lại. Tỷ lệ lạm phát tại khu vực này vẫn ở mức cao là 9,2%, song đã giảm trong 2 tháng liên tiếp nhờ tốc độ tăng giá năng lượng chậm lại. Tuần trước, Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB bày tỏ hy vọng nền kinh tế Eurozone sẽ phát triển tốt hơn rất nhiều so với lo ngại ban đầu, với dự báo về suy giảm chút ít thay vì suy thoái. Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đã công bố những số liệu khả quan về lĩnh vực du lịch của nước này trong năm 2022 với hơn 11 triệu lượt khách nước ngoài, qua đó cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của ngành công nghiệp không khói hậu đại dịch COVID-19. Các số liệu cho thấy Thái Lan đã đón tổng cộng 11,15 triệu lượt khách nước ngoài trong năm 2022. Trong năm nay, Thái Lan kỳ vọng có thể đón 25 triệu lượt khách du lịch, trong đó ít nhất là 5 triệu lượt đến từ Trung Quốc, trong bối cảnh quốc gia tỷ dân đang dần mở cửa trở lại. Nhằm hỗ trợ sự phục hồi của ngành du lịch, nội các Thái Lan cũng đã phê chuẩn khoản ngân sách trị giá gần 4 tỷ baht, tương đương 120 triệu đô la Mỹ để thúc đẩy du lịch nội địa và thu hút du khách nước ngoài. Ẩm thực côn trùng đã được nhiều nước, đặc biệt là ở châu Á, xem trọng, song lại gặp khó khi đưa vào bàn ăn ở châu Âu. Mặc dù còn khá xa lạ, nhưng côn trùng đang là thực phẩm của khoảng 2 tỷ người trên thế giới. Loại siêu thực phẩm này được các chuyên gia nhận định sẽ là xu hướng chủ đạo trong tương lai. Bên cạnh đó, chúng có khả năng sinh sản rất cao và thích nghi nhanh chóng với các thay đổi về môi trường.
Tại Anh và Canada, tập đoàn thực phẩm Asprey đã tiến hành xây dựng cơ sở chăn nuôi dế công nghệ cao. Giá trị dinh dưỡng và hiệu quả kinh tế từ việc nuôi côn trùng làm thực phẩm dần được chứng minh. Tuy vậy, rào cản chính hiện nay là mức độ sẵn sàng khác nhau của người tiêu dùng đối với loại thực phẩm mới. Côn trùng, các sinh vật vẫn gợi lên sự e ngại trong tiềm thức của nhiều người. Bản tin thời sự chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.